mọi 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 người em nói đó anh nha, từ lúc đi ra đi về em chưa bao giờ live stream cái vụ nào hết, em hỏi vụ khác thật giải quyết. Trạm thu phí Quảng Ngãi km 130 nha mọi người. Em nói anh nghe nè, cái hồi nãy tụi em đi ra bây giờ đi qua trạm thu phí cao tốc Quảng Ngãi km 130, nói là đi ra chỉ hỗ trợ cho xe ra cứu trợ chứ không có hỗ trợ xe không đi về nha mọi người. Tụi em đang ở cao tốc Quảng Ngãi. Em đang giải quyết thì đừng có đi tìm. Nhưng mà em nói anh là em hỏi anh là cho em gặp quen lãnh đạo xử lý cho mình. Dạ. Chứ sao anh nói là anh là người quen trưởng ở đây đúng không? Em trưởng ca là em làm ở đây em sẽ có biện pháp giải quyết cho mình chứ không có để mình đứng mình đợi lâu đâu. Mình em có biện pháp giải quyết cho mình, ủng hộ hết cả hai bên. Nên chị đừng có bây giờ cứ lúc nào mình cứ nghe cái không miễn phí là mình cứ livestream mình nói. Em nói là không phải là không biết mấy. Sớm thực hiện đi để cho bây giờ đỡ kẹt xe. Bọn em đi tiền xe không nè, xe không không chở gì vô luôn. Nếu mà em chở vô bọn em ngoài á, nói nếu như mà không chở vô tính, lấy gì bọn em vô đây được. Xe em xe không vì xe thu phí. Mà nếu như hàng em có hàng á thì sẽ tụ. Chị thu phí, mở cửa thùng trăm mà ta gõ thùng chụp luôn. Nhưng bọn em mà chở hàng vô là em đóng phí luôn đi, cần chi. Em cáo rồi. Thế là nói bây giờ em sẽ lập biên bản hiện trường là xác nhận cái việc là em miễn phí, em sẽ ưu tiên cho tạo điều kiện cho anh chị qua không đóng phí. Nhưng mà nếu mà sau này có một cái đơn vị tổng cục hay là cái cục đường bộ á, nó sẽ anh nghĩ sao từ từ trên Lào Cai xuống đây không có trạm nào thu mà anh nói nếu mà tổng cục đường bộ họ yêu cầu là những cái xe này chưa đủ điều kiện hay thế nào thế kia thì em sẽ truy thu xe của anh chị lại. Em nói là trong tất cả các xe tụi em đi có trong danh sách đây đều là chở hàng miễn phí đúng không, chở hàng miễn phí cho ngoài ngoài miền Bắc, mà ở đây là có danh sách hết, có tên tài xế, có tên thành viên đi tham gia luôn đầy đủ, chứ không phải là mình đi ra để mà trục lợi à, mình lợi dụng cái trạm phí miễn phí để mà đi miễn phí hay là một cơ sở tốt thì phí hay gì. Ở ngoài là chụp hình quay phim xe em, tụi em hết mở thùng cái đồ đó hết rồi nha. Mở thùng chụp hình nói nếu như mà xe em xe không là vô đây được miễn phí qua trạm. Anh điểm nếu sau nào mà có một cái đơn vị nào nó kiểm tra mà nó kêu em làm cái này là không đúng á. Nếu mà lúc đó nó phạt cũng mà nó sẽ em sẽ làm cái đó thì anh chị cho một giấy tờ chứ. Nhưng mà nếu sau này có một cái đơn vị khác nó bảo nó kiểm tra nó kêu là cái hiện trường xe dạ. Tụi em như vậy đó. Dạ. Em sẽ ghi đầy đủ hết. Sẽ về lại. Em sẽ ghi là xe anh chị đi về không có hóa giấy xe. Em sẽ tạo điều kiện miễn phí. Như thế em sẽ ghi trong biên bản. Rồi hai bên ký là giấy tờ của chị luôn. Để sau này mà có. Nhưng mà anh mới ghi một điều là đâu, em xe em là xe thiện nguyện. Hướng đi ra là có chở hàng. Không hướng đi ra có chở hàng. Anh là người miễn mở trả miễn phí cho em lúc em nhớ mà. Đúng không? Đúng rồi. Cái đoàn của mình mà. Đúng rồi. Ở nhưng mà tụi em mà chở hàng về nhưng mấy anh chặn lại bắt tại thu phí là em ok. Còn này em đi từ thiện đi xin ra tụi em tranh thủ đi về để chở hàng cứu trợ đây cho bà con. Em từ đi từ cao tốc lên Lào Cai về tới ngoài đây mà không có tốn 1.000 nữa, tất cả các trạm đều cảm ơn rồi mở chốt rồi cho tụi em qua. Thế là bây giờ em vẫn tạo điều kiện miễn phí cho anh chị thôi, nhưng mà nhà anh chị hỗ trợ với em làm cái bản thiết kế như thế. Chạm cao tốc Quảng Ngãi 130 km. Kêu là xe ra thì
có hàng chỉ hỗ trợ xe ra thôi chứ không có hỗ trợ xe về. Mà lúc đi vô trạm bên kia thì nói là không có hàng, mở bẩn ra nếu như mà chụp hình xe đồ mà không có hàng thì xe miễn phí. Mà tới đây thì bị chặn lại, nói là không có hàng từ thiện, chặn lại trạm thu phí, trạm thu phí Quảng Ngãi nha mọi người, km 130. Có công văn mà nó làm khó mọi người ơi. Giờ nó kêu là nó ký biên bản, nếu mà sau này mà lãnh đạo nó chi thu thì nó sẽ thu tiền mình,